xin chào bố mẹ và các bé các bé ơi chúng mình chuẩn bị bước vào năm học mới ở nhà mẫu giáo còn gọi là nhà trẻ rồi cuốn sách hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau kể với bố mẹ xem nhà trẻ có gì vui nhé ở nhà trẻ bé có những người bạn nào? Bé làm những hoạt động gì? Cuốn sách này kể về nhà trẻ của các bạn ở Nhật Bản. Có gì khác với nhà trẻ của bé không? Nào, chúng mình cùng nhau đọc sách thôi. Buổi sáng mọi người tập trung tại bến xe bus đi nhà trẻ Kumanoko. Bé Akari đứng đợi cùng với ba. Ba ơi, hôm nay nhớ về sớm ba nhé. Ừ, ba biết rồi. A à, xe buýt tới rồi. Con đi cẩn thận nhé, Akari. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trên xe buýt, các bạn díu dít chào nhau, dâm dàn như trong tiệm chim cảnh. Akari đến đây đi, đến đây đi. Sa bạn thân của Akari gọi. Hai bạn lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Sa xem này xem này. Akari lôi từ trong cặp ra một tấm ảnh và đưa cho Sa xem. À, em bé đáng yêu quá đi thôi. Đây có phải là bé cai mới sinh không vậy? Ừ em trai mình đó hôm nay em ấy và mẹ sẽ ra viện đó thích quá nhỉ thích quá nhỉ mình cũng muốn thăm em bé trong lúc hai bạn đang nói chuyện xe buýt đã đến nhà trẻ kumanoko chào các em thầy hiệu trưởng sáng nào cũng đứng ở cổng trường mỉm cười đón các em em chào thầy em chào cô ạ à. Akari và Sa đồng thanh chào lại. Thầy hiệu trưởng đưa tay xóa đầu hai em và khen. Cả hai em đều khỏe khoắn quá. Ngoan lắm, ngoan lắm. Em chào cô ạ. Cô giáo Suzuki Ai, cô giáo trạc tuổi trung niên, chủ nhiệm lớp bướm, lớp 4 tuổi, chào hai em. Chào em Akari! Chào em Sa! Các em nhớ nộp sổ liên lạc trước khi ra sân chơi nhé! Cô ơi! Cô xem đi ạ! À. Sa cầm lấy tấm ảnh của Akari và đưa cho cô giáo xem. Em cai của Akari đấy ạ! À. Dễ thương ghê cô nhỉ! Hôm nay em ấy về nhà đấy ạ! À. Sa láo tàu nói hết những gì Akari muốn kể cho cô nghe. Cô giáo vỗ nhẹ vào má Akari. Thế à, chúc mừng em nhé. Cuối cùng Akari cũng lên trước chị rồi nhỉ. Akari và Sa nộp sổ liên lạc rồi chạy như bay ra ngoài chơi. Trong sân trường, mỗi bạn tự chọn trò chơi mình thích. Bịt mắt bắt dê này, nhảy dây này, đu xà này, leo cột này, chơi bóng này, đá banh này, đánh đu này, chơi cầu trượt này, đi cà kheo này, lắc vòng này. À, Kari và Sa chơi trò gì ấy nhỉ? Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ chơi cất lên, các em rửa tay và vào lớp học. À, mình đi vệ sinh đây. Mình cũng đi nữa hai em cùng đi đến nhà vệ sinh. Sa nói, chứ không nếu giữa trứng mà mắc tiểu thì phiền lắm cậu nhỉ. Đúng đó, đúng đó. Cậu xong thì đợi mình tí nhé. Chào các em. Em chào cô ạ. À. Cô ai nói? Cô mời bạn trực nhật hôm nay lên đây nào. Akari hồi hộp tiến lên phía trước, đưa mắt ra hiệu hai ba với xa, rồi hai em đồng thanh nói lớn. Hôm nay là thứ năm ngày 27 tháng 4. Hai em lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp. Hôm nay trời đẹp chúng mình cùng học và chơi thật vui nhé. Cô giáo khen. Các em làm tốt lắm. Giờ cô sẽ điểm danh, các em hãy trả lời thật to nhé. Asayoko. Dạ có. Tốt lắm. Asano Takashi. Dạ có. Takashi, hôm nay em đi nhổ răng à. Đâu, cho cô xem nào. Bạn Takashi tiến lên trước lớp và kéo ngang miệng ra một chiếc răng cửa đã bị nhổ để lại một lỗ hổng tối om này này cậu đau lắm phải không cậu có khóc không bị hỏi những câu gợi đến việc mà em chẳng muốn nhớ lại tí nào cho nên takashi cúi gầm mặt xuống nào chúng ta cùng hát bài hát buổi sáng nào tuần này ta sẽ hát bài điệu Vase của những đóa hoa tulip các em lắng nghe cô dạo đàn và hát to hết sức mình. Cô giáo mỉm cười và khen. Các em hát hay lắm, nghe như tiếng chim hót ấy. Tiếp theo là giờ thủ công. Vì sắp tới các em sẽ đến lớp 5 tuổi nên hôm nay các em làm quà để mang đi. Các em dùng kéo để cắt giấy. Cô giáo dặn các em chú ý đừng cắt vào tay nhé. Cắt xong rồi hãy dùng hồ dán vào giấy nhé. Vì xa lúc nào cũng chơi trò này ở nhà với chị gái nên em làm rất giỏi. Giờ chỉ còn tiếng kéo xoẹt xoẹt xoẹt. Bạn Jo ngồi cạnh xa không giỏi dùng kéo. xoẹt xoẹt xoẹt. Cứ mỗi lần tay cử động, bạn ấy lại mắm môi mắm lợi, bộ mặt rất buồn cười. Akari không nhịn được, cười rúc rích. Akari thích nhất giờ học múa, chỉ cần nháy theo điệu nhạc, em có thể tự do trở thành hoa, thành gió, thành chim, thành cá. Akari nói, Sa ơi, cùng nhảy nào! và hai bạn nắm tay nhau và nhảy phóc 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 như những chú thỏ con. Tiếp theo các em làm vòng hoa đeo cổ cho buổi tiệc sinh nhật hàng tháng. Các em dùng giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và màu hồng để cắt hoa, sau đó dùng dây sâu lại thành vòng rồi tặng vòng hoa cho những bạn có ngày sinh trong tháng. Sau đó mọi người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật và tặng thiệp sinh nhật. Sinh nhật Akari vào tháng 10, em cứ ngóng mãi mong ngày đó mau tới. Hôm nay là lần đầu tiên các em đến lớp hoa anh đào của các anh chị 5 tuổi chơi. Các anh chị tổ chức trò bán hàng, các em dùng tiền đã làm từ giấy để đi mua hàng. Xin mời Mời quý khách xem hàng, xin mời, xin mời. Quý khách cần mua gì không? Các em bị thu hút bởi những câu giao hàng thú vị của các anh chị lớn nên mua rất nhiều. Khi kết thúc chuyến viếng thăm, các em đồng thanh hát bài điệu praise của những đóa hoa tulip để cảm ơn các anh chị. Khi đồng hồ chỉ số 12 là đến giờ ăn cơm trưa các em chắp tay trước ngực đồng thanh xin mời akari hồi hộp mở nắp hộp cơm ra ngồi cạnh akari sa mừng rỡ reo lên ôi xem này xem này hộp cơm của sa là những miếng bánh mì kẹp nhiều màu sắc xinh xắn như một giỏ hoa hộp cơm của akari là bà làm cho em gồm có cơm nắm xúc xích cắt hình bạch tuộc trứng rán cuộn và thịt Toàn những món em thích, nhưng mà em thấy không mới lạ. Em ước ao. Ước gì mai mốt mẹ cũng làm cho mình những món ăn đẹp như của xa nhỉ. <laughs> Giờ nghỉ trưa, các em đến rừng thám hiểm. Rừng thám hiểm là khu vườn phía sau nhà trẻ. Trong vườn có nhiều cây to, xòe tán rộng. Có làn gió mát thổi vi vu. Khi trèo lên chiếc xích đu được buộc, chắc vào cành cây và đánh đu. Các em có cảm giác như mình sắp chạm đến bầu trời. À, chuông báo hết giờ rồi. Akari về thôi. Khi Akari và Sa băng qua vườn để về thì gặp hai em lớp hoa bổ công anh đang đánh nhau. Ái, à, không được đánh nhau, dừng lại, dừng lại. Hai bạn kéo hai em nhỏ ra, đột nhiên cả hai khóc oa lên tại sao các em lại đánh nhau hai em cứ khóc mãi khiến Akari và sa bối rối không hiểu tại sao hay là mình dắt hai em này về phòng học đi hai bạn định cõng hai em nhỏ về nhưng nặng quá không cõng nổi vừa hay bạn joe đi tới sa lên tiếng nhờ joe joe ơi cõng em này giúp mình với bạn joe lẳng lặng, lặng khụy người xuống, nhẹ nhàng cõng một em lên lưng. Bạn vô khỏe quá các em nhỉ? Được rồi, tụi mình cũng phải cố gắng mới được. Hai bạn làm kiệu tay cõng em còn lại về. Trước khi hết giờ học, cô ai đọc kịch tranh cho các em xem? Hôm nay cô sẽ đọc chuyện Rau má tớ cực ghét. À, mình cũng thế. Mình cũng vậy được rồi các em cô bắt đầu nhé cô giáo kể kịch tranh xong thì cũng vừa lúc hết giờ học cô dặn các em các em dọn đồ xong chưa có quên gì không vậy thì tạm biệt thôi cô mời bạn trực nhật nào akari và sa chạy lên trước lớn tiếng chào chúng em chào cô ạ Tạm biệt các bạn, hẹn mai gặp lại nhé! Cứ mỗi lần xe buýt dừng là lại có vài bạn xuống xe, buồn thật. Đang nói chuyện, xa dần dần thấy buồn ngủ. Akari lại lôi ảnh em cai ra ngắm nghía. Đáng yêu quá, hôm nay về chị sẽ bế em nhé tối hôm nay gia đình akari sẽ tổ chức tiệc mừng em bé về nhà